một tác phẩm Trà Phúc Kiến. Mai Chú Thủy. Các bạn đang chiêm ngưỡng những tác phẩm bonsai mini tại cuộc triển lãm sinh vật cảnh Bắc Ninh do câu lạc bộ sinh vật cảnh Sông Cầu tổ chức. Một tác phẩm Mai Chú Thủy nữa. Đây là một cây si. Lộc vừng, một cây lộc vừng rất đẹp, nhỏ nhưng mà thế dáng rất là đẹp. Trông cũng có dáng dấp của một cây cổ thụ. Một cái ruối được kỳ đá. Một tiểu cảnh cũng rất đẹp. Đi về đây đọc bà đi từ kéo ông đi ông thương nữa không ông đau lưng ông à cái đi ấy ta mua.
một tác phẩm dưới quá đẹp nhỉ, đang làm cắt dòng làm giả dáng liễu dưới dáng liễu cành rủ dưới dưới làm kiểu dáng liễu, dáng liễu đấy. Nhưng mà dưới mà làm dáng liễu dáng này cũng khó lắm chứ không phải đùa đâu. Và... làm cái nghệ thuật ý. Không làm cái dáng luôn, cây ấy này riêng cây dưới mà làm dáng liễu rồi lâu lắm. Mà phải cũng phải chăm cho nó thường xuyên, bởi vì cành thì nó vươn lên đúng không? Cành nó vươn lên để nó chúc xuống đấy, được là chăm thường xuyên đấy. Hàng ngày là phải cuốn đấy. Và nhìn thấy cái nào nó ấy là phải vặn xuống luôn đấy. Vì đấy, theo cái tự nhiên của nó là nó luôn luôn vươn cái lên. Cái nào thừa thì cắt đi chẳng hạn đấy. Được, làm cái kiểu dáng này được, nó là khác, khác đi. Và nó lạ kiểu đi một tí. Cái chậu này thích vô cổ. Ở nhà có một cái chậu lớn này rồi mà đi là tìm được mọi cái nữa mà. Chứ được không có đây, cái này thế này, cái này mới là cái mới này. Vâng. Cái này với cái này đã nhìn thấy đã chất men đã khác nhau rồi. Đây kia bảo hôm nọ à, hôm nọ ấy giá 50 triệu mà. Đấu giá. Cái phi lao này. Vâng. Vâng đúng đấy. Đấu giá 50 triệu. Vâng đúng đấy. Chắc ở thằng Sơn cũng có 10 triệu. Thế đội mình ở dưới có mấy cái nào? Có trường nó có hiền có cây, mấy trường có 3 cây kia kìa. 3 cây thì nó mang cây bọc cách đấy. Cái này mình đứng xa. Nếu mà cây này thì chụp ảnh chân rất đẹp, bây giờ nhìn thật đấy chả gì nhỉ. Cái này hôm nữa mang cái thứ trưng bày mới để mang vào nhà Thuận hôm vừa rồi đấy. Vừa rồi hôm đó lấy vào nhà Thuận đi. Ở đấy nó không có tờ giấy nào ghi ghi bằng bút ghi bằng tay à? Cây này thì không. Đây là si. Si. Vâng. Si. Cái là si bút đỏ nhưng mà có cái là trông nó không. Lấy cái cổ. Đấy. Cây đấy nói là cái cây đấy là mẹ thật vời nhỉ. Cái bẹ tuyệt vời mà láng đẹp, bây giờ đây làm gì có à? Chỉ đưa được khen được mỗi bẹ đấy. Bây giờ đây làm gì có à? Cái bẹ xong rồi làm nó cũng dễ mà, đây là cái đường. Xong rồi, to này quan trọng. Ôi, thấy thơm. Đây là hai tác phẩm sam hương để liền nhau này, đây cũng sam hương nữa này. Đấy. Đây này cũng sam hương. Vâng, đây cũng sam hương ạ. Rất là thơm, chạm vào là thơm. Ở nhà có mấy cây này cứ lướt qua không nào cũng thương. Cứ đi qua phải để đây này. Cây này phải vuốt mới được chứ còn nếu tự nhiên thì nó ngửi thì không được. Động của nó thì thương. Động của nó thì mới được. Nhà mình có mấy cây thì nhưng mà đúng lúc mình cứ bảo thì em mua một cây nó bé thôi. Nó nhưng mà về cắt đầu mối cành bằng này nhá. Ai ghét mình thế nào chứ mình cứ ghét Mai Du Thủy về cứ chứ bẻ ruộng mình ghét lắm. Đấy. Thế là em mới cắm một cành xuống đất mà lá nó to bằng phải ba đầu ngón tay, không ai tưởng tượng được mà không phải. Những cái bình luận của các ba về cái cảnh nó có hơi trái chiều với đàn ông một chút đấy. Ừ, vâng, tại vì là không đằng này mua nhá, cũng mua mấy chục triệu một cây nhưng mà vâng. Không, bẹ rổm thì mình không thích. Vâng. Có người thì thích, có người không thích. Nhưng lá này lá chung. Nhưng trường nó mua cái cây 5 triệu rưỡi, 6 triệu mà to tướng xong cái bẹ nó rổm lên. Nó khổng lên ý. Nó khổng lên hơn thế này. Vâng. Cây nhưng mà cây nó to nó rẻ đấy nhưng mà hôm mình mà cấm cây này mình đàn bà nhưng mình không thích không được. Tức là các bà là thích là bệ nó không, bệ nó cũng cây nó có bệ nhưng mà nó như này nhưng mà xẹp xuống cái bệ là cái ấy kia của nó đưa ra cái chân ra tí nữa. Vâng. Đấy thì nó giá trị hơn, ra. Đưa chân ra mà nó thì nó tự nhiên hơn nữa. Nó không rổ lên. Nó rộng hơn. Cho nên rộng hơn. Đây là vạt muộn quá để cao. Thì đây là vạt như thế này thì nó thành cái cao không thì gọi là bệ rổm. Đó. Còn cái ấy kia mà nó đua ra tí nữa nó có chân tí nữa thì lại không gọi bệ rổm được. Đấy. Như kia, nó như cái cây si kia mà nó đưa ra một tí chân chứ. Nếu mà cây si kia mà nó cụp vào tí nữa thì thôi cây đấy vứt. Thế thì còn nó là hảo hạng. Nói thế thì đúng là đẹp rồi. Cái sam thơm mới đẹp, cái này đẹp này. Tuyệt đối rồi. Cái này thì nó làm này là kiểu quái. À đấy. Thế cái đấy thì không chê vào đâu. Đấy mà con gái nhưng mà cũng rất là thuộc cái kiểu dáng ấy. Đấy rồi. Đúng là thân rất là quái. Đây, ví dụ vâng. Cái này là mà nó to như thế thì không phải nói chuyện. Vâng.
không đẹp. Cây này đẹp này. Vâng. Cây này không, cây đấy là được. Ví dụ rất đẹp cái này. Cây này thì là nó hơi lùn nhưng mà cái cây của lão Tùng ở đằng kia trông đã cả. Úi giời thế mà lão Tùng nó cây đấy. Tùng mua cây đấy không biết là 8 triệu hay 9 triệu năm ngoái. Mới năm ngoái là mua cây. Hình như cây này cũng hiền đấy nhỉ. Hay có ai mình như quen quen nhỉ. Nặng giang bắc giang. Cây găng à, cái này là cây găng này, rất là lạ đấy, cây này là ít người biết này. Đấy, nhà mình có cái cây găng mà... Đây là găng, găng này là găng không phải găng Tây. Bọn miền Nam, găng này là găng miền Nam. À đấy. Chứ găng của mình là nó có gai, ná to, đây găng miền Nam, đây người nó gọi găng vàng, hoa vàng, găng hoa vàng. Nhà mình có một cây coi như là nó ấy ngoài này, ở cái gì này, cái đàn ấy mua mấy triệu. À vâng. Chứng tỏ bác thuộc nhiều cây nhỉ. Bà tôi đi thành nhiều lắm. Mà cơ sở sinh đi, kinh doanh cây cảnh. Chứ ông trồng lại kém hơn. Vâng. Đấy. Ông ấy thì nhiều lúc là mua những cây đấy. Ông ấy thích những cây quái thôi. Ừ, ông ấy thích cây to cơ. Cây to cây quái thôi, mình thì thích cây vừa vừa nhưng mà thông thường các ba là thích những cây nó bonsai mini đúng không? Nó vừa nhìn nó vừa đẹp. Mấy năm trước rồi. Để nó gọn nó đẹp. Xương cá lắm này. Mấy năm trước hay thích xương cá này nó. Không, xương cá này mà có cây to vẫn đẹp. Cây to. Cây to đây là cây này phải đục tiếp nhiều chứ không được nhiều nó vẫn đẹp xương cá. Linh sam thân lũa này cũng rất đẹp này. Linh sam, đấy linh sam. Vâng, linh sam. Linh sam. Linh sam thân rất là lũa này. Vâng, nó to. Đây là lá to. Nó to. Trừ cái gai của nó kinh này. Đây. Đây gai lắm. Gai này á. Đây này. Nếu mà nó anh biết cái gai này cùng năm. Cây này mà khi mà nó cứng nó già đấy. Gai và cái gai này kinh lắm này. Vâng. Ra một cái cây hồi hoa này rất đẹp nhé. Mà này không có viết cắt viết mà nó được cái cổ như này. Cây này mới là gọi là cây nghệ. Một tác phẩm linh sam thân lũa rất là đẹp. Cái cây nó u lên. Thì vừa rồi không? Vâng. Cắt xong nó để luôn nó ra. Có một cái ông cụ thì có một cái cục như là con cóc này. Thế mà cái ông mua ông bán cho con 50 rồi. Mà có hoa giấy, thế mà để nào chết. Em nói trước rồi. Không, cái này được đi. Nó thì ai mà không được. Nhưng mà cái cây này, cái cây này không phải nó tự nhiên thiên nhiên tạo. Cây này rất là quái đấy. Cúi đấy. Đấy, nó mọc bằng một cái vỉa đá. Đây là cắt của cây. Có cây mini gọi là cây ấy đẹp lắm. Cây gì? Cây vối nhưng mà nó kẹp vào cái cây hòn đá. Trước nó mọc lên. Cây đấy bán vội sao bảo bán mười mấy triệu? Quá lắm. Ờ, cây đấy bán vội. Cây đấy mình nhìn